Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái đấu cái sơ đồ của cái động cơ 1.000 tốc 1.400 mà chạy 2 tụ nha các bạn. Bây giờ ta sẽ vẽ cái sơ đồ. Trước hết là đây là cuộn làm việc. Dưới này là cuộn khởi động. Sau đó là ở trên này là có một con tụ kích là C2. Dưới bên dưới này thì nó sẽ có một con tụ, đó là tụ C1, là tụ thường trực, là tụ làm việc. Đây ở tụ C2 này, cái này bỏ đi, tụ C2 này nó sẽ có một cái công tắc khóa K và đi xuống đây như thế này. Chân bên này nối ra đây, đây là đi vào nguồn, đây là đi vào nguồn. Ở đây là nguồn 220V AC. Vậy thì tụ C2 này là tụ kích. Tụ kích này nó có thể nhận từ giá trị từ 100 cho đến 600 microfarad. Còn tụ C1 này nó phụ thuộc vào động cơ. Ví dụ như động cơ 1,1 kg thì chạy tụ 20 microfarad. Còn đối với động cơ 1,5 kg thì là chạy tụ 30-35. Còn đối với động cơ 2,2 thì C1 nó sẽ là 40-45. Còn đối với động cơ 3 kg thì C1 này nó sẽ là 50. Còn cái công tắc khóa K này, nó chính là cái công tắc này các bạn. Đây, nó chính là cái này. Nó chính là cái công tắc này các bạn. Tức là ở đây nó có hai đầu tiếp điểm thôi các bạn. Tiếp điểm này, đây đây các bạn. Đây. Mình coi rõ các bạn nhé. Đây, mình khi mà ở chế độ chưa khởi động thì tiếp điểm này nó sẽ đóng lại. Đóng lại thì mình sẽ dùng đồng hồ mình để thang đo ôm, hoặc nếu đồng hồ tự động thì mình sẽ chỉ cần bật lên thôi các bạn. Đó, các bạn bật lên thôi là các bạn đo hai chân, giữa chân này và chân này. Đó, nhưng mà các bạn nhấn cái lá này xuống thì đồng hồ bắt đầu nó sẽ chạy. Đồng hồ bắt đầu lên, kim lên à, thì có nghĩa là lá văng này đang còn tốt. Với điều kiện là hai cái tiếp điểm này nó phải đang còn chưa đánh lửa, nó đang còn ngon, đang còn tốt. Đó. Còn cái cách kiểm tra của tụ này thì các bạn bật sang chế độ đo tụ. Đó, NF rồi các bạn này. Bật sang chế độ đo tụ. Và ta cũng đo được cái con tụ kích này. Ta để vào hai chân quay đo vào đây.
Đó, đồng hồ báo là 470 microfarad. Lên là 468,6 microfarad. Đồng hồ này nó sẽ đo được các cái giá trị của tụ điện rất là cao các bạn ạ. Từ 10 nanofarad đến 60 microfarad. Cho nên các bạn yên tâm, dùng đồng hồ này các bạn đo được hết các cái loại máy mà chạy hai tụ. Đây các bạn, đây là với cái thông số của con này là 400 microfarad. Vậy thì tương tự vậy ta cũng đo được cái giá trị của con tụ ngâm, tức là tụ thường trực đấy các bạn. Đấy, các bạn cũng phải đo vậy. Đây là tụ mới cho nên là giá trị của nó đang còn tốt, cho nên là nó vượt trên 400. Tương tự như vậy ta cũng đo ở tụ thường trực. Ở đây được ta đo được là 39,58. Mà tụ này là giá trị của nó ghi là 40 microfarad. Còn đây là cái quả văng này các bạn này. Đây nó chính là cái quả văng. Quả văng này nó sẽ ăn vào cái công tắc lá văng này. Như thế này. Hai cái đá này nó sẽ ép vào. Khi mà động cơ chạy thì nó sẽ hất lên. Nó với một cái tốc độ, đạt được một cái tốc độ nhất định thì cái quả văng này nó sẽ hất lên và tiếp điểm này nó sẽ nhả ra. Và trong khi đó là cái con tụ kích này nó sẽ không làm việc nữa. Thì ta quay trở lại cái sơ đồ. Ta quay trở lại cái sơ đồ thì ta sẽ biết được. Cái thứ nhất là hai con tụ này được đấu song song với nhau. Hai con tụ này được đấu song song với nhau. Vậy thì khi mà cái khóa K này ở chế độ bình thường thì nó đóng. Đây mình về đóng đây. Chế độ thường thì nó sẽ đóng. Chưa khởi động thì nó sẽ đóng. Mà khi khởi động rồi thì nó sẽ văng cái này ra thì nó sẽ ngắt một cái chân của tụ C2 này, là tụ kích này. Thì nó sẽ chỉ còn lại là con tụ C1 này hoạt động các bạn. Ở đây là điện trở, đây là cuộn khởi động, đây là R2, ta đặt nó là R2. Còn đây là cuộn làm việc, ta đặt nó là R1. Vậy khi ta đo điện trở đó, nếu như ta mở máy ra thì ta sẽ biết được cuộn nào là cuộn khởi động và cuộn nào là cuộn làm việc. Nhưng ở trường hợp này ta không cần phải mở máy ra thì ta cũng dùng đồng hồ than đo ôm, ta để than đo ôm, ta cũng xác định được cái cuộn nào là cuộn khởi động, cuộn nào là cuộn làm việc bằng cách là ta đo cái trở kháng của nó. Trở kháng của nó thì R2 nó sẽ lớn hơn R1. R2 nó chính là khởi động nha các bạn. R2 nó chính là khởi động. R1 nó chính là làm việc. Vậy thì khi ta đo được hai giá trị điện trở này rồi thì cách đấu dây thì nó rất là dễ rồi các bạn. Ta lấy hai đầu của một đầu của cuộn làm việc và đầu của khởi động, ta nối chung với nhau, ta chạy vào nguồn. Đó, còn một đầu còn lại của cuộn làm việc nối chung với lại một dây nguồn còn lại và nối chung với lại một cái khóa K và nối chung với lại một đầu của C1. Còn một đầu còn lại, một đầu kia của C2 ta lại nối với khóa K còn lại. Còn một hai đầu còn lại của hai tụ này
thì ta chụm lại, ta đấu với lại một đầu còn lại của tháng khởi động, là ta sẽ hoàn thành được cái sơ đồ này. Nếu như động cơ mà quay ngược thì ta chỉ cần đảo hai đầu của cuộn khởi động này, hai đầu của R2 này ngược lại với nhau. Đầu này ta đảo sang bên đây, đầu này ta đảo sang đây thì động cơ nó sẽ quay ngược lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ nhấn like, share và subscribe. Nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh nhé các bạn. Xin thành cảm ơn tất cả các bạn.